Thì có một chuyện tôi cần phải chia sẻ với quý vị sắc tộc của chúng ta. Đêm hôm qua tầm 10 đến 11 giờ đêm thì tôi có một cái giấc mơ rất là xấu, đúng không? Thường thì tôi ít khi mơ lắm. Và đặc biệt là vào giờ đó, biết không? Hoặc là lúc khi mà tôi ngủ trong cái là ban ngày, biết không? Thường thì tôi không có mơ như vậy, đúng không? Hay là một cái giấc mơ nào đó, đúng không? Thường thì khi mà tôi nằm mơ một cái điều gì đó mà tôi nhớ, thường thì nó sẽ tái được xảy ra. Và trong quá khứ đã luôn luôn là như vậy, đúng không? Thì khi mà tôi tỉnh thức, hoặc là ngủ dậy từ cái giấc mơ đó, đúng không? Tôi thấy nó rõ như là ban ngày luôn, đúng không? Thường thì tôi không có nhớ cái giấc mơ của mình, đúng không? Nhưng mà lần này thì nó rõ thiệt. Thì trong cái giấc mơ đó thì tôi thấy những vị ngoài kia tàn sát lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, biết không? Và lúc đó thì tôi kiểu là ở trên cao, trên cái tòa nhà, trong cái biệt thự, biết không? Nghĩa là ở trên cái nhà, cái nóc nhà đó, biết không? Thì tôi nhìn xuống, tôi thấy là những vị ở dưới chém giết lên nhau, bắn chết nhau. Rồi ngay sau đó tôi đi vô vào cái thang máy, biết không? Xong rồi tôi gặp, hoặc là tôi thấy một vị đàn ông và con gái. Được như là con gái của ông ta. Rồi có một vị cô nào đó ở ngoài, như là cái cầu thang máy đó, biết không? Khi mà tôi vào trong cái thang máy đó thì cái đàn ông có đứa con gái đó, biết không? Cầm cái súng. Xong rồi tôi mới nói cái gì đó. Cái này chỉ là cái như là tôi nói á, cái chuyện này xảy ra là vì chúng ta không có làm theo hoặc giữ những cái luật lệ và các cái lệnh của Chúa Cha. Thì khi sau khi tôi nói vậy á, thì trước khi tôi nói vậy thì ông ta đã chỉ súng vào tôi, biết không? Rồi sau khi tôi nói như vậy thì ông ta kiểu là đưa cái súng đó cho tôi. Cho nên tôi cảm thấy nó hơi kỳ lạ, biết không? Tuy nhiên thì cái giấc mơ đó thì nó không có tốt đẹp rồi đó, nhá. Thì theo tôi biết cái những gì mà tôi đã mơ trong quá khứ không bao giờ xảy, thường thì nó sẽ tới. Tôi cảm thấy là mình nên chia sẻ cái điều này, biết không? Thì có lẽ đó cũng là cái sự công nhận, là cái sự xác nhận lại, là xác nhận lại cái những gì mà tôi cũng đã hiểu rồi, biết không? Thì cũng có thể nói là cái báo hiệu cho chúng ta, biết không? Có nghĩa là tất cả quý vị sắc tộc của chúng ta hãy mau trở về lại với Chúa Cha của chúng ta, và hãy làm theo những cái luật lệ và các cái lệnh của Ngài, và tuyệt đối đừng có quên cái tên của Ngài và con trai của Ngài, hiểu không? Thì tôi chỉ cần
nhắc lại như vậy thôi đó. Nhà quý vị, cái chuyện này không có đùa đâu. Cái giấc mơ rất là sâu. Chỉ tôi thấy họ chém chích đánh nhau. Cực kỳ là sâu. Mà thôi, tôi nói hoài thì cũng sẽ không có ai tin hay là nghe lời tôi đâu, cho nên cũng như không mà thôi, hiểu không?